Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ nói về một chủ đề khá cũ, đó là về cớp. Sẽ ứng dụng thực tế vào trong việc để đưa một cái hình ảnh về chế độ tiêu chuẩn. Thì tại sao lại nói về đưa về chế độ tiêu chuẩn? Bởi vì một cái ảnh khi mà chụp ấy thì có thể là sẽ bị sáng tối không tốt, màu không tốt, không chưa chuẩn. Vậy thì muốn blend đẹp thì các bạn phải đưa nó được về cái màu tiêu chuẩn. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ vào adjustment layer, soạn cớp để chúng ta hiểu như thế nào là về tiêu chuẩn và như thế nào là thừa sáng thiếu sáng. Thì ở đây thì các bạn có thể nhìn thấy cái biểu đồ histogram. Ở trong cái biểu tượng những cái dòng kẻ ở đây của histogram, các bạn chọn cho mình an channel view thì nó sẽ thể hiển thị cho các bạn toàn bộ các cái thông số về các cái kênh màu này, về kênh màu và về ánh sáng. Thì tương ứng với cả nó thì ở ngoài cớp nó cũng hiển thị tất cả cái đồ thị như thế này và các cái kênh màu đấy, đó, các cái kênh màu nó cũng hiển thị cho các bạn đầy đủ hết. Chúng ta sẽ nói qua về cái ý nghĩa của cái đồ thị này. Thứ nhất, ở phía trên cùng đó là vùng highlight. Ở đây nó là vùng shadow, ở đây nó là vùng black, ở đây nó là vùng shadow và ở đây nó là vùng white. Đó thì khi mà một cái ảnh chụp ấy, ví dụ như là mình lấy ví dụ ở đây là cái ảnh này là mình download trên mạng về, thì các bạn nhìn thấy rằng là ở trong cái đồ thị vùng black từ đây đến đây nó có một cái đoạn trống này. Điều này cho chúng ta biết được rằng là ở cái vùng black nó đang bị phơi sáng quá. Và để đưa được về cái tiêu chuẩn của nó thì chúng ta sẽ phải kéo nó về cái điểm đầu tiên của cái đồ thị. Đó. Đây là chúng ta khử cái độ phơi sáng ở vùng black. Khi các bạn khử đi rồi thì đương nhiên cái ảnh nó sẽ trong hơn và nó sẽ sâu hơn. Nó sẽ về được cái chế độ tiêu chuẩn. Ở bên này tương đương với nó là vùng highlight. Vùng highlight mà nó có một cái đoạn trống như thế này thì nó sẽ báo cho chúng ta biết ở cái vùng highlight này đang bị thiếu sáng. Vậy thì chúng ta sẽ phải đưa nó về cái điểm đủ sáng là đây, tiêu chuẩn. Điểm tiêu chuẩn. Chỉ cần khi các bạn đưa cái ánh sáng về tiêu chuẩn một cái là các bạn đã nhìn thấy nó đã khác rồi. Cái ảnh nó đã ok hơn rất nhiều. Đó. Và sau khi chúng ta đưa được về tiêu chuẩn rồi thì chúng ta có thể chỉnh sáng cái ảnh này. Chỉnh sáng thì như lúc nãy mình đã nói rồi. Trên này là vùng highlight, dưới này là vùng black. Còn ở đây, vùng white, đây là vùng shadow. Thì chúng ta, như cái ảnh này thì mình đang muốn tăng cái sáng cái mặt lên một chút. Thì mình có thể sử dụng một cái vùng shadow này. Mình đẩy lên một tí. Đẩy lên một tí là ok rồi. Rồi. Sau khi chúng ta làm được cái điều này rồi thì chúng ta sẽ tiếp tục vào kênh red, kênh màu đỏ. Ở đây chúng ta cũng sẽ đưa nó về tiêu chuẩn. Ở đây chúng ta cũng sẽ đưa nó về tiêu chuẩn. Rồi. Tiếp tục đến kênh green. Ở đây chúng ta cũng đưa nó về tiêu chuẩn. Đây cũng vậy. Rồi. Và kênh blue. Đó. Sau khi các bạn đưa được về tiêu chuẩn rồi thì lúc này các bạn có thể blend theo cái cách mà các bạn muốn. Nếu mà để nói về hết về cớp sâu xa nữa thì có lẽ là rất là lâu. Hôm nay thì mình chỉ chia sẻ với các bạn cách để đưa cái hình ảnh về tiêu chuẩn bằng cớp. Sau đó thì các bạn có thể là sẽ sử dụng để blend những cái màu mà các bạn muốn. Bài chia sẻ của mình hôm nay tạm dừng ở đây. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like và đăng ký kênh giúp mình. Xin cảm ơn các bạn.